Tại tỉnh Bình Dương, từ 0 giờ ngày hôm nay, thị xã Tân Uyên bắt đầu áp dụng một số biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16, do vừa ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 cư trú trên địa bàn phường Tân Phước Khánh. Đáng chú ý, trong số 12 người, có 2 trường hợp là công nhân công ty Việt Nam Housewares ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, một công nhân công ty giày Kim Sương ở khu công nghiệp Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một, một công nhân của xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương và một công nhân công ty gốm sứ Ly Hoa Anh, Tân Vĩnh Hiệp. Ngành y tế đang khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca dương tính, tiến hành phun khử khuẩn và cách ly y tế tạm thời các địa điểm có liên quan. Tỉnh Hà Tĩnh đang trải qua những ngày khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Thế nhưng cũng trong những ngày này, càng cảm nhận được tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Từ người lớn đến trẻ em, từ các tổ dân phố đến các giáo xứ đều có nhiều việc làm thiết thực hiệu quả để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Gạo vừa mới xay, rau quả vừa mới hái trong vườn, có gì gặp nấy. Những ngày này, các chuyến xe chở lương thực thực phẩm được bà con xã Tân Lâm Hương liên tục vận chuyển đến cả khu cách ly. Món quà tuy không lớn nhưng đó là tình cảm của bà con nhân dân chung sức cùng chính quyền chống dịch. Cả cái thôn xóm huy động cả cái nguồn lực như là rau rồi là thực phẩm rồi là hỗ trợ quyên góp tiền để hỗ trợ cùng với chính quyền xã là chung tay đẩy lùi cái dịch COVID. Những cô giáo mầm non cũng không ngại khó khăn nguy hiểm đến cả khu cách ly để nấu ăn cho các lực lượng tuyến đầu. Từ các nguồn lương thực mà người dân hỗ trợ, các cô đã dành hết tâm huyết, tình cảm để nấu ra những bữa ăn ngon cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dù đó là những việc rất nhỏ nhoi nhưng cùng gây góp tay để xây dựng với quê hương đẩy lùi dịch COVID và nấu những bữa ăn gửi gắm cái tình cảm vào đó cho các lực lượng tuyến đầu. Để mà mong các bác, các anh, các chị có sức khỏe để cùng đẩy lùi dịch COVID. Bà con giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng mang nguồn thực phẩm, nước sát khuẩn, khẩu trang đến từng các điểm cách ly để hỗ trợ phòng chống dịch. Trong khó khăn, hoạn nạn bởi dịch bệnh, người dân Hà Tĩnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng chính quyền địa phương chống dịch. Xác định việc chống dịch là trách nhiệm và không phải là của riêng chính quyền mà của tất cả mọi người. Vì thế mà phải được một hưởng ứng và rất là tích cực để thực hiện các cái chính sách của cơ quan chức năng, đặc biệt là của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch. Đến nay là trong một thời gian ngắn nhưng mà rất nhiều tổ chức cá nhân trong ngoài nước thì cũng như trên địa bàn thì đã hưởng ứng rất là tích cực cái việc này. Bằng những cái việc làm thiết thực, nhiều tổ chức cá nhân đã đóng góp đến nay mới thời gian rất là ngắn nhưng mà đã trên 38 tỷ tiền và hàng đã được ủng hộ để phòng chống dịch và nhất là phục vụ cho các cái tuyến đầu. Những hành động đẹp của người dân đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và khơi dậy tinh thần đoàn kết, toàn dân chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Sau đây chúng tôi xin cập nhật số tiền ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Quý vị đang thấy trên màn hình bảng thống kê trực tiếp của kho bạc nhà nước. Tính đến thời điểm này thì tổng đài 1408 đã nhận được hơn 1,6 triệu tin nhắn. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 76 tỷ đồng. Còn số tiền ủng hộ mà các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã chuyển vào quỹ cho đến giờ phút này là hơn 5.000 tỷ đồng.